Ngày 1 tháng 6, Sheryl Sandberg thông báo rời vị trí giám đốc vận hành Meta, công ty mẹ của Facebook. Sandberg cho biết, trong vài tháng tới, Mark và tôi dần chuyển giao công nghệ và tôi sẽ rời công ty vào mùa thu. Tôi vẫn rất tin tưởng vào chiến lược của công ty. Việc Sandberg rời đi đánh dấu điểm kết thúc thời kỳ Facebook thu về những khoản lợi khổng lồ từ kinh doanh quảng cáo. Trong tương lai, Mark Zuckerberg sẽ tập trung vào Metaverse. Đây được xem là một tương lai tăm tối đối với ông chủ Facebook. Khi sự tự mãn trong cô độc vì mất đi cánh tay phải đắc lực, khao khát biến Meta thành siêu thị gì cũng có, nhưng thực chất là chẳng có gì. Sự việc diễn ra trong bối cảnh thị trấn ma Twitter đang được tỷ phú Elon Musk mua lại với những tuyên bố cải tổ mạnh mẽ. Google bị cáo buộc bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn, vết xe đổ của Yahoo năm xưa. Các ông trùm mạng xã hội Facebook, Google, Twitter và các thành trì cánh tả khác đều đang đứng trước thay đổi lớn. Liệu đây có phải là sự kết thúc của một thời đại, một kỷ nguyên mới mở ra, thế lực bảo thủ sẽ trỗi dậy hay một thế lực mới sẽ xuất hiện? Chúng ta hãy cùng chờ xem.